nhập giờ y ra theo vậy. Mà tao quay. Quay. Nè, hôm nay mấy hôm nay cả gia đình trong tiệm nail ăn trái mít này, trái mít bà chủ đem về, đem từ nhà về. Đem về. Thông cảm nha mọi người, mình nói chuyện cả đầu cả đuôi lộn xộn. Đây, bên này thôi chút xíu rồi tại để ta từ hôm qua. Hôm qua tết wow. Ăn busy quá, không có ăn. Hôm qua làm từ sáng tới tối. Tới tới giờ về luôn. Nè, mít ngon. Thế nó vàng ươm này. Trời cái này mình chưa bao giờ cắt mít á nên không có biết. Mít chưa. Lâu rồi không cắt. Mít có cắt mít. Cắt mít không biết cắt mà. Biết ăn hay là biết ăn thôi. Trời, cắt sao bây giờ ta? Cắt đại thôi. Cứng quá. Cái này dao này nhỏ xíu rồi. Dao cắt đồ khác mà. Dao này người ta cắt bánh thôi. Cắt mít. Này mình Việt Nam lại, ôi trời ơi, con nhỏ này nhà lại chưa biết cắt mít mà nó biết lấy chồng rồi. Bốn đứa con rồi đó mọi người, nhìn trẻ băng. Con đầu á 18 tuổi rồi á, gần 19 tuổi rồi. Nhìn mẹ thì trẻ. Mình 30 tuổi mà nhìn trẻ hơn mình. Ba chú mình này mọi người, ba chú đó. Cắt mít này. Bà chú cắt mít cho thợ này. Chủ gì? Trong gia đình thơm. Đây. Trời cứng quá cả nhà này. Biết khi nào. Oh my god. Thấy chưa? Mít bên Mỹ này. Wow. Mẹ mặc bà ta biết cho mẹ. Mẹ bò. Đó. Nhìn cái ruột nữa kìa. Wow. Nghe như wow. Vậy nè. Ngon lắm nè. Dao này nhỏ xíu nè. Nhỏ mà người ta gọi là nhỏ mà có vỏ này. Nhỏ có vỏ. Đây. Thưa mấy cả nhà ăn nha. Mấy cả nhà ăn chung với tụi mình nha. Ăn thử miếng nha. Người qua phim thử nè. Hai mời mọi người ăn chung nha. Anh lột xong rồi, hai chị em lột xong rồi nha. Mời mời cả nhà mình ăn chai mít thối một bên đây. Nhưng mà ngon lắm. Ăn vô là hết hết sợi luôn. Ngon hết sợ luôn. Mời cả nhà ăn. Ngon mấy mi chấm từ muối ớt em tiệm chấm muối ớt em thử không đang muốn thử không? Không. Thử thôi cho biết. Chị gì nữa? Thử nha. Mời cả nhà thử với muối ớt đầu tiên luôn. Cái này là đầu tiên em YouTube nè kêu mình thử luôn. Cho cả nhà xem. Thử như thế nào? Lần đầu tiên thử đó. Mời cả nhà mình ăn ớt với trái mít. Sao? Thế là nghĩ vợ là. Để mình dừng tả. Ngọt ngọt mùi mít. Mùi ớt với nước mắm. Thay ngang kìa hả? Không biết dừng tả luôn. Thử đi. Muốn thử không? Sợ lắm. Cũng ok. Thôi, mà hơi ngọt. Hai chị tới rồi kìa. Mà hơi ngọt. Không có hợp lắm. Không hợp. I know, it's not right.
Thank you. Mm-hmm.